À, chào mừng các bạn đến với cái kênh khám phá cuộc sống. Hôm nay thì đến với trải nghiệm bẫy chim nhạn. Đó thì bây giờ lưới là lưới hai cánh đang hai bên. Mở giữa là 2/1. Quá. Ui, còn nữa nhá. Đấy. Đây. 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 Phải bổ sung cái vitamin này thì nó mới lâm sung được. Rồi. Là ngon quá. Ừ. Dịch vụ tới tận cánh đồng. Đâu? Đâu đâu? Hay quá. Ôi giời chết rồi. Gỡ đầu cho chung xuống. Rồi, mày quá. Rồi. Rồi, chúc mừng nghệ sĩ. Phát đầu tiên an toàn rồi. À, không giật thì con kia cho nó bay ngay. Xuống đi em. Gáy mối nữa. Xuống đi đấy. Sắp, úi giời ơi. Hay quá. Được, ngài quan sát được đấy. Chúc mừng chú đã có số. Ơi, mẹ đẳng cấp đấy. Mỗi ngày mà ông cứ chạy khoảng 5 km thì đây chính là một môn thể thao mà đảm bảo khoảng cách đấy. Lại theo.